là một trò chơi rèn luyện trí thông minh để học giỏi môn toán. Bạn nào muốn học giỏi môn toán thì phải chơi trò chơi thi số. Số lớn, số bé, số nhỏ, số to, số đặc biệt. Một trò chơi rèn luyện trí thông minh. Một đó là 5. Nâng cao chỉ số IQ, học giỏi, điểm cao. Con vừa rèn Anh cho cái này không trừ nhân chia giỏi lắm. Rèn luyện trí thông minh. Ba rồi. Thằng này chúng 3 4 7 đặc biệt ạ.